Xin chào mọi người. Chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Toàn Máy Bãi. Nay Toàn là giới thiệu với mọi người một cái máy là Shindewa mọi người nhé. Cái máy này là Shindewa 757. Thì ai đang xem video này mà chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp Toàn. Và cái này Toàn báo giá với mọi người là cái này là 4 triệu 800 nghìn mọi người nhé. Nếu mà ai chuyển khoản thì Toàn báo ship. Cái máy này là Shindewa 757, nó 73cc mọi người. 73 phẩy mấy cc, nó xài lam Latin. Lam 6 tấc, xích là xích 72 mọi người nhé. Xích 72. Thì cái máy này nó hiện trạng của nó rất là ok nhưng mà nó thiếu một cái tay thắng. Mà tay thắng thì bây giờ không có nên là không có thể gắn được. Thì nói chung là mọi người những cái máy này về mọi người cắt xẻ đi khai thác rất là ok. Piston của nó thì không biết là bao nhiêu ly nhưng mà nó bữa xem em nhớ không nhầm hình như nó là 51 ly. 51 ly. Cái máy này rất là đẹp nhưng mà mỗi tội thiếu một cái thắng thì nếu mà có thắng thì giá nó sẽ cao hơn. Và cái máy này 73 phẩy mấy cc đó mọi người. Cho mọi người xem. Lam Latin đó mọi người. Và Toàn có một kênh chuyên test máy và kênh đó là kênh Toàn Máy Bãi BMT. Thì mọi người muốn xem test cái máy này cưa cắt như thế nào thì mọi người hãy qua bên video của kênh Toàn Máy Bãi. Thì Toàn có để một cái dòng tên Toàn Máy Bãi bên dưới mọi người. Cái dòng tên ở bên dưới tiêu đề, bên dưới cái dòng tiêu đề có cái dòng chữ màu xanh ấy. Thì mọi người sang bên đó để xem test máy. Và kênh có một kênh là Hiền Nông Cơ BMT. Thì kênh đó là kênh của bà xã và chuyên bán những cái dòng máy đẹp mà xài gia đình rẻ tiền cho mọi người, sang bên đó mọi người lựa chọn nhé. Đây mọi người, cho mọi người xem chi tiết của cái máy này. Xin đây qua 757. Bình xăng này của nó khoảng xấp xỉ 1 lít mọi người. Bình xăng này đổ đầy khoảng xấp xỉ 1 lít. Bình nhớt đây. Tem nhôm của nó. Ở đây nó có một cái tem nhôm Made in Japan mọi người nhé. Xin ghi Shindewa Kokyo cái gì đó. Nói chung là tiếng Nhật thì mình chẳng biết. Đấy, cho mọi người xem. Nó xài hai ốc lớn giống như của Estin mọi người nhé. Nó xài hai ốc lớn giống Estin vậy. Thì có một đời 757N thì nó xài một cái lọc gió nó u cục lên lên như thế này. Thì anh em kêu là cái dòng đó nhìn nó lạ lạ mắt. Đây mọi người nhé, nó xài chế One Pro. Chế làm tốt bên trong. Ốc của nó còn đen xì luôn này. Rửa rửa nó đọng nước đây nó có cái vết vàng, ố vàng đó mọi người. Lọc gió của nó là lọc gió bằng 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 lưới lưới kim loại mọi người nhé. Đó. Cây này căn rất là lợi xăng, cắt rất là lợi xăng, máy lớn mà cắt lợi xăng đó mọi người. Toàn có test cắt ở bên cái video bên kênh Toàn Máy Bãi BMT đó. Mọi người đi sang bên đó xem cắt trực tiếp nhé. Có thể ấn vào theo cái dòng xanh xanh bên dưới đó. Cái dòng chữ xanh bên dưới và cái chữ Toàn Máy Bãi đó ở dòng dưới dòng tiêu đề đó. Thì mọi người có thể vào sang bên kênh bên đó xem Toàn test cái máy này. Và cái máy này nếu mà mọi người muốn xem về màu buji thế nào, em căn xăng như thế nào thì mọi người có thể sang bên Zalo số điện thoại 0947 207 718 và kết bạn mọi người nhé. Và kết bạn. Dòng này thì phụ tùng bữa nay nó rất là nhiều mọi người ạ. Mọi người cần cái gì là có cái đó. Xích. Xích rất là dày mọi người. Xích của nó cũng vừa gần cả phân luôn á. Gần một phân luôn. Rất là dày. Lam Latin mọi người nhé. Lam Latin. Em có quay chi tiết
trước khi ráp cái máy này lại ở bên Zalo á, mọi người có thể sang bên đó để xem chi tiết cái máy. Và bây giờ em sẽ test nổ thử cho mọi người. Cái máy này mọi người về có thể đi cắt xẻ gắn cái lam dài hơn, xẻ ok. Cái lam này của nó hiện tại là lam 60. Mình đi khai thác thì chắc có lẽ là cũng ví dụ làm keo, làm cao su hay là gì đó thì có lẽ không không dùng đến lam 6, thường thường anh em dùng 5 năm thôi. Đi làm keo làm những cái cây ấy làm dùng 5 năm được rồi. Còn 56 này thì mình có thể đi cắt gốc những cái gốc lớn là được. Ok lắm. Máy thì nhạy nổ êm, bơm nhớt ok luôn mọi người nhé. Nó xài chế One Pro nên là rất là tiết kiệm xăng. Tua máy cao, máy mạnh, bốc. Máy êm mọi người nhé. Bây giờ sẽ giật nổ thử cho mọi người luôn. Đó. Mọi người nghe thấy tiếng hơi không? Thịch, dây còn trắng luôn mọi người. Mọi người nghe tiếng guarantee nhé. Rất là êm. Bơm nhớt nó tốt, ướt cả cái lam luôn. Giật lại cho mọi người nghe, nghe tiếng máy lại nhé. Rất là nhạy nổ luôn. Dòng này thì cực kỳ nhẹ nổ. Mọi người em chia sẻ cho mọi người cái cách mà khi chúng ta tắt máy. Chúng ta tắt máy thì nên kéo cái dây này ra một chút, xong tắt máy xong chúng ta thả về, để tránh những cái tình trạng ở những cái dòng máy mà con chó nó bằng bằng nhựa, con chó nó bằng nhựa thì nó thường hay lôi ngược lại và nó sẽ tuôn cái con chó đó. Kể cả những cái máy như Eptin 381 hay 660 rồi những cái dòng đó thì nó
rất là nó trả ngược về thì nó lôi cái dây giật của mình ngược lại. Thì đó là mình cũng học được ở bên những cái người thợ cưa cây ở bên nước ngoài, họ làm như vậy thì mình cũng truyền đạt lại với anh em. Thì mình không biết cái gì thì mình nói cái đó để cho anh em sử dụng cái máy và có những cái thao tác động tác nó ok. Thì những cái máy như thế này thì mọi người sử dụng thì mọi người nên pha nhớt nó đậm một chút. Mọi người có thấy là khi mà em bóp ga lên thì nhớt nó khói nó phun ra, thì khói nó phun ra như thế thì nó sẽ đảm bảo rằng cái máy của mình nó được cái lòng piston bạc nó bôi trơn rất là tốt, máy xài rất là bền. Những anh em xài có thể là xài 10 năm không hư lòng piston bạc là vì anh em pha nhớt rất là kỹ và anh em căn xăng rất là ok. Còn nếu như anh em nào mà căn xăng không ok này rồi pha ít nhớt nữa thì có thể là chỉ xong trong khoảng một cái máy mới giống như Humana hoặc là Estin thì anh em có thể xài trong vòng khoảng 1-2 năm là cái lòng nó đã hư hại rất là nhiều. Đó, rất là cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi đến kênh, và anh em chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh giúp Toàn nhé, và đừng quên like cho Toàn xin một like. Và muốn xem cái video test máy thì hãy qua bên kênh Toàn Máy Bãi BMT nhé mọi người nhé. Máy cắt rất là lực, mạnh hơn 365 rất là nhiều. Cái này nó tầm nó ngang ngửa với lại 381 mọi người nhé. Cho mọi người nghe lại tiếng nổ một lần nữa. Nói vào cũng không ấy. Lôi cái này ra xong tắt máy thì nó không bị kêu cái cạch. Đó. Thì con chó nó bằng sắt, chó sắt với lại cái trục bằng sắt nên là nó rất là bền, dòng này trục giật rất là bền. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhé. Hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo.